Nếu muốn sở hữu cơ hội tốt nhất kinh doanh năm 2024 thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua cơ hội trở thành bà chủ của chuỗi nhượng quyền spa Serabi, chuỗi nhượng quyền spa lớn nhất Việt Nam. Khi bạn đầu tư vào đây, bạn sẽ có một cơ hội đầu tư vô cùng tuyệt vời với số vốn cực kỳ thấp. Chỉ với 50 triệu đồng thôi, bạn đã có thể trở thành một chủ spa rồi. Rất là đơn giản đúng không nào? Bên cạnh đó bạn được đầu tư tất cả mọi trang thiết bị máy móc và được tăng lên đến 200% giá trị mở spa của mình khi chúng tôi đầu tư vốn cho bạn. Và tại chuỗi nhượng quyền Spa Serabi, chúng tôi vô cùng tôn trọng quyền tự do kinh doanh của bạn. Bạn có thể bổ sung thêm các cái sản phẩm dịch vụ khác vào chuỗi nhưng không hề bị ngăn cấm. Và đến với chúng tôi, bạn đừng lo lắng về vấn đề phân chia lợi nhuận nhé, bởi vì bạn sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi khi bạn kinh doanh. Tiếp theo nữa là bạn được sử dụng cái thương hiệu lớn nhất Việt Nam là chuỗi spa Serabi với hơn 500 cơ sở spa trên cả nước mà hoàn toàn miễn phí. Với sự đồng hành của đội ngũ nhân sự, đội ngũ cố vấn chiến lược, các đại lý cùng với những người anh em trong hệ thống, bạn sẽ luôn luôn được kinh doanh không cô đơn mà có một đội ngũ hỗ trợ 24/24. Đây là một cái quyền lợi mà không ở đâu có được. Và tôi mong rằng bạn hãy nhanh chóng đăng ký để tìm hiểu về cơ hội kinh doanh nhượng quyền spa với tập đoàn Serabi nhé. Với mức chiết khấu hấp dẫn, bạn không chỉ tăng cường sự hài lòng của khách hàng mà còn có cơ hội để mở rộng nguồn thu nhập cho bản thân mình. Hãy liên hệ ngay bây giờ, còn chần chờ gì nữa?